Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Hỏi Gen IT, mình là Eric. Trong video lần trước, mình đã giúp đỡ các bạn, chúng ta đã cùng nhau hoàn thiện cái session này. Cụ thể ở đây thì mình đã giúp đỡ các bạn, chúng ta đã hoàn thiện cái model này. Khi chúng ta gọi là nhập các thông tin ở đây và các bạn nhấn nút lưu chẳng hạn thì chúng ta đã lưu thông tin vào dưới DB rồi. Thì hôm nay trong video này, để hoàn thiện nốt cái session này thì chúng ta sẽ bắt đầu gửi email nha các bạn. Tức là khi một người bệnh mà có thể gọi là điền thông tin ở đây thì chúng ta sẽ gọi là ngoài lưu thông tin xuống database, chúng ta sẽ gọi là kết hợp với thằng Node.js và chúng ta sẽ gửi email luôn nha. Thì nếu như đây là lần đầu tiên các bạn theo dõi tutorial của mình thì các bạn có thể biết rằng channel của mình là Hỏi Sơn IT. Thì trên channel của mình có tạo một cái playlist, đấy chính là khóa học Full Stack Web Developer một cách miễn phí về Hỏi Sơn IT. Thì trong cái playlist này, mỗi video mình đều đánh số tự từ thăng 0 cho đến thăng N. Thì đây chính là trình tự các bạn theo dõi cái khóa học này. Có một điều các bạn lưu ý rằng là trong mỗi video ấy, thì tại phần miêu tả mình có để link đến khóa học này cũng như là tại comment đầu tiên. Đồng thời thì có cái phần gọi là demo nhanh thành quả trước khi gọi là những cái kiến thức các bạn sẽ đạt được khi kết thúc một video nha. Các bạn có thể click nhanh vào cái tag như thế này để các bạn xem nhanh kết quả các bạn đạt được nha. Thì trước khi bắt đầu video này, mình sẽ demo qua thành quả các bạn sẽ đạt được khi kết thúc video này nha. Thì các bạn lưu ý rằng là hôm trước thì chúng ta đã hoàn thiện xong cái session này. Thì bây giờ khi các bạn mà nhấn nút đăng lịch khám bệnh thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta dùng server để gửi email nha các bạn. Thì ở đây thì chúng ta sẽ cần phải gửi một cái email, khách hàng sẽ cần phải click vào bên trong cái đường link của email đấy thì mới confirm được cái lịch hẹn khám bệnh nha. Thì để đơn giản thì mình đã gọi là trong video này chúng ta đã viết API rồi. Các bạn hình dung là các bạn sẽ chúng ta sẽ dùng lại cái gọi là cái API hôm trước mà các bạn đặt lịch ấy. Ở đây thì mình cũng chuyển y nguyên như vậy. Tuy nhiên là trong code mình đã giúp các bạn dùng nốt mailer. Khi các bạn nhấn nút send ở đây cái ấy, thì ngoài cái việc mà chúng ta lưu thông tin xuống database ấy, thì chúng ta sẽ là gửi luôn email cho khách hàng nha các bạn. Thì ở đây thì do nó gửi email thành ra là cái API này nó sẽ cần phải lâu hơn một chút. Thì khi quay lại nha, các bạn thấy rằng là mình đã giúp các bạn gọi là có một cái email như thế này. Các bạn thấy rằng là thông tin của mình là hỏi Sơn IT và mình đã có một cái là thông tin đặt lịch khám bệnh. Khi các bạn mở email ra, các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ cần phải tạo một cái email có content như thế này. Thứ nhất rằng là mình sẽ cần phải xin chào với tên của người ta. Ngoài ra thì các bạn có thể lấy được thời gian của người ta này cũng như là thông tin bác sĩ đặt lịch. Và cuối cùng quan trọng nhất là chúng ta sẽ cần phải xây dựng một cái đường link ở bên trong này. Ví dụ ở đây thì để demo ấy thì mình đang là click một cái đường link gọi là cái đường link đối với cái đường link YouTube channel của mình thì khi các bạn nhấn vào nha, các bạn click here thì nó sẽ gọi là mở ra cái đường link YouTube channel của mình. Thì trong video này, mục tiêu của chúng ta là chúng ta sẽ xây dựng được cái cơ chế gửi email này nha các bạn. Thì để bắt đầu video này, trước tiên là các bạn sẽ cần phải chạy con Node.js của chúng ta lên cũng như là các bạn sẽ cần chạy cái con React. Đồng thời là các bạn sẽ cần phải chạy cái con SAMPP lên nha. Thì để gửi email đây các bạn. Email ấy các bạn thì nó có hỗ trợ, chúng ta sẽ dùng Node.js chứ chúng ta không dùng React nha. Thì thường bên phía gọi là server side ấy, nó có những cái công cụ nó hỗ trợ chúng ta rồi chứ chúng ta lại không dùng phía client. Thì phía server side các bạn biết rằng tại sao nó hay dùng không? Đơn giản là cái mức độ bảo mật nó cao hơn thôi. Các bạn muốn hack nó cũng rất chỉ là khó thì chúng ta sẽ dùng cái phía server side của chúng ta lên nha. Còn ở phía client của chúng ta thì chúng ta sẽ cần phải gửi request đi đúng không? Thì khi các bạn gửi request đi ấy, người ta chỉ cần inspect lên một cái là người ta thấy được cái thông tin của cái request các bạn gửi đi. Thì như vậy nó rất chỉ là nguy hiểm. Thành ra là người ta hay dùng phía server side. Thì ở đây thì mình sẽ gửi email. Thì để gửi email ấy thì chúng ta có một cái keyword mình cho các bạn này, chính là Node Mailer, chính là một cái package nó rất chỉ là nổi tiếng để có gọi là nó gửi email mà chúng ta sẽ dùng hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Chúng ta dùng với môi trường production ấy, thì chúng ta sẽ cần cân nhắc, còn chúng ta dùng để dev cũng như để test thì nó gọi là không cần gì phải suy nghĩ đâu các bạn. Ở đây thì các bạn khi các bạn gõ như thế này thì nó có một cái website đấy chính là Node Mailer, đây chính là cái trang chủ của nó, thì các bạn sẽ mở cho mình một tab cái này nha. Đồng thời thì mình sẽ cần phải xem cái version trên npm ấy, chúng ta sẽ cần phải cài đặt cái package này. Thì các bạn có thể thấy rằng là nó được khoảng 1,5 triệu lượt tải trên tuần nha các bạn. Tức là một tháng thì nó khoảng 6 triệu lượt tải. Ở đây thì để cài đặt thì các bạn thấy rằng cái version của nó đang là tại cái ngày mùng 8 tháng 1, à ngày mùng 1 tháng 8 của mình. Bây giờ của nó là version 6.6.3 nha. Thì các bạn mà muốn cài exactly, chính xác luôn cái version này thì các bạn sẽ thêm một cái từ exact nữa. Còn đây thì các bạn cài như thế này cho mình nhé. Các bạn sẽ gõ cho mình là npm install nhé. Các bạn sẽ là to save node mailer cho mình nhé. Các bạn sẽ account cái version cho mình là 6.6.3. Nếu như là các bạn muốn gọi là chính xác luôn cái version này thì các bạn sẽ cho mình một cái từ là exact như thế này nữa. Đấy. Thì kể từ bây giờ nhé, thì mình sẽ dùng cái gọi là exact như thế này nhé. Thì các bạn sẽ giống hết thôi. Nó không bao giờ nó sẽ có thể lệch pha được đối với mình cả. Ở đây thì các bạn sẽ copy cho mình có lệnh này nhé.
bạn copy nha. Và chúng ta sẽ mở cái thằng Node.js lên và mình sẽ thêm một tab nữa các bạn này, mình sẽ thêm một tab nữa và mình sẽ cài đặt thằng này. Thì mình sẽ giải thích tại sao mình thêm câu lệnh exact nha. Các bạn hình dung là khi chúng ta cài đặt một package đấy thì nó sẽ chạy, nó sẽ thay đổi cái file package.json của chúng ta đúng không? Thì file này chính là file nó quản lý. Thì đây các bạn thấy rằng sự khác biệt khi các bạn dùng cái câu lệnh exact không? Thì nó sẽ là nó sẽ không có cái dấu ngoặc đây các bạn này, cái dấu mũ ấy, chúng ta sẽ không có cái dấu mũ nữa. Thì khi các bạn mà có dấu mũ ấy thì nó sẽ gọi là tùy máy tính của các bạn nhé, nó sẽ cài đặt, nó sẽ lệch cái version thứ ba ấy, tức là cái số nhỏ nhất. Thì đấy là do cái thằng npm chứ không phải do mình nha. Thì đấy là nó cũng phải phụ thuộc vào máy tính của các bạn nữa. Còn khi các bạn dùng cái từ exact ấy, thì nó sẽ bỏ cái dấu mũ đi, thì bắt buộc máy tính của các bạn sẽ cài đặt đúng cái version là 6.6.3, nó không bao giờ là 6.6.4 hay là 6.6.5. Đấy là mình ví dụ nha. Còn bạn nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn thì các bạn có thể Google cái này nhá, npm install exactly version ấy, tức là các bạn phải thêm một từ exact tức là chính xác. Đấy, đây là keyword mình xem mình cho các bạn nhé. Còn bạn nào mà trong trường hợp mà các bạn bị cài lỗi chẳng hạn, trong gọi là theo dõi video của mình bị lỗi ấy, thì các bạn có thể xóa cái dấu mũi tên này này, các bạn có thể xóa cái dấu này đi, giống hệt như cái thằng này này, và các bạn nhấn lại câu lệnh npm install nha. Thì như vậy là nó sẽ cài đặt chính xác luôn cái version mà máy tính của mình đang sử dụng. Thì như vậy là mình đã giúp các bạn gọi là chúng ta đã cài xong cái công cụ cần thiết rồi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc tài liệu nha. Các bạn hình dung này, khi chúng ta làm một cái gì gì đấy thì chúng ta bao giờ cũng quan trọng nhất là cái tài liệu đúng không? Mình cũng chỉ giúp đỡ các bạn được một vài cái thôi, còn sau này thì chính bản thân các bạn chính là người sẽ gọi là đọc tài liệu và các bạn sẽ tự động customize lại cho có gọi là nó phù hợp với nhu cầu của các bạn thôi. Các bạn đi làm cũng vậy, người ta giao task cho các bạn, tức là chỉ giao cái kết quả đạt được thôi, còn quá trình làm như thế nào là do các bạn mà, người ta đâu có hướng dẫn đâu. Đấy là thực tế khi các bạn đi làm nha. Thì ở đây thì cái trang mình nói cho các bạn lại NodeMailer này chính là cái trang chủ của nó, thì các bạn sẽ đọc ở đây nha. Đầu tiên thì nếu các bạn vào thì nó sẽ nói rằng là các bạn sẽ cần phải cài đặt này. Đây, đây chính là cài đặt. Còn có rất nhiều thông tin, các bạn có thể support cho nó thông qua Bitcoin chẳng hạn, hoặc là qua PayPal, hoặc là các bạn sẽ còn là sponsor cho nó ở bên GitHub ấy. GitHub cũng có thể nhận được tài trợ đấy các bạn, bây giờ nó cho rồi. Thì các bạn thấy rằng là nó nói cái feature, tức là những cái chức năng mà thằng này nó cung cấp này. Thì chúng ta không gọi là chúng ta chỉ là người dùng, gọi là giống như các bạn, chúng ta chỉ là middleman thôi, dev mà, nó chỉ là một thằng đứng giữa thôi. Trên mình đang có project manager, rồi có ông cấu hình server các kiểu, có rất nhiều ông các bạn ạ. Các bạn phải hình dung là chúng ta chỉ là con kiến trong cái dây chuyền đấy thôi. Thì những cái gọi là feature các bạn không phải lo cái này. Thì ở đây thì nó đã ok cho chúng ta rồi nha. Thì các bạn sẽ có một cái phần TLDR, tức là too long didn't read, tức là nó sẽ sum up lại cho các bạn những cái thông tin của nó này. Thì nó có một cái example sử dụng, thì các bạn hình dung cho mình nha. Thì để sử dụng nó, trước tiên thì các bạn sẽ phải import thư viện rồi. Chúng ta sẽ cần phải có cái dòng đầu tiên là con sư tử NodeMailer các kiểu, con là điểu này. Sau đấy các bạn sẽ cần phải có một tài khoản. Thì ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng Gmail nha, tức là chúng ta sẽ dùng Gmail ấy để chúng ta gửi nha. Thì để gửi Gmail ấy các bạn nha, các bạn lưu ý cho mình nha. Thứ nhất là chúng ta để dùng Gmail thì thứ nhất chúng ta phải có một cái email đúng không? Thứ hai là chúng ta sẽ cần phải có một cái password. Thì các bạn không bao giờ chúng ta dùng cái password đăng nhập trực tiếp Gmail của các bạn nha. Như vậy nó cực kỳ nguy hiểm khi các bạn mà public app của các bạn ra ngoài ấy, cái mật khẩu đấy vẫn dùng được, tuy nhiên rằng là nó sẽ nguy hiểm, tức là các bạn lộ ra cái là mất toi cái tài khoản của các bạn. Thì bây giờ thì trước khi làm cái này thì mình sẽ gọi là mình sẽ đi tạo một cái app password nha các bạn, tức là các bạn dùng ấy. Thì đầu tiên là các bạn sẽ cần phải đăng nhập cái Gmail của các bạn nha. Thì ở đây thì mình sẽ đăng nhập cái tài khoản Gmail của mình. Đây chính là Harry Phạm Dev của mình. Đây chính là email gọi là public của mình thôi. Thì ở đây thì các bạn sẽ vào cái manage cho Google account nha. Chúng ta sẽ cần phải vào cái quản lý tài khoản Google của chúng ta. Thì bạn nào có thể là giao diện của mình hơi khác bởi vì là mình không dùng tiếng Việt. Ở đây thì mình đang dùng tiếng Anh. Thì các bạn có thể vào cái tab là data, các bạn vào data hay personal để xem này. Chúng ta xem, mình không nhớ chính xác. Thì mình nhớ một cái là có cái là security xem nào. Chúng ta sẽ chọn cái tab này, sign into Google way manage your device. Có một cách dễ hơn nha các bạn. Các bạn sẽ gõ như thế này. Ngày xưa thì khi mình làm thì mình không ngồi mò như vậy đâu. Google setup, các bạn cho mình setup app password nha các bạn. Đây, nó sẽ có một tab topic như thế này. Các bạn thấy rằng là nó có một cái topic là sign in with app password này. Thì như thế này, các bạn có thể là turn on when, đây, if you get incorrect, đây, chọn security này, sign, under sign, có một cái là ngay bên dưới security, select app password mà, security này, mình có một cái là
Is sign in. À đây. Các bạn sẽ chọn cái mục là nếu mà tiếng Việt của chúng ta sẽ là mục bảo mật, nhưng các bạn có một cái mục là nếu mà các bạn nhìn từ trên xuống dưới đó, tức là mục thứ tư, nó có một cái là ngay ở dưới cái là của mình nhá, là mình đã dùng xác xác thực 2 lớp rồi, các bạn yên tâm đi. Các bạn thấy thì các bạn biết password của mình thì đang phải qua một cái lớp nữa, thì mình đang dùng điện thoại của mình nữa cơ. Thì mình đã turn on cái xác thực 2 lớp rồi nha. Thì cái xác thực 2 lớp chẳng qua là chỉ để giúp cái tài khoản của bạn nó gọi là bảo mật hơn thôi. Thì ý mình nói ở đây ấy, thì ngay ở dưới cái xác thực 2 lớp nó có một cái option là add password, thì các bạn sẽ của mình nhá, nó có chữ none, tức là mình chưa từng set cho nó, thành ra là nó có chữ none tức là chưa có gì ấy, thì các bạn sẽ nhấn vào cái add password cho mình nha. Thì khi các bạn nhấn vào add password như thế này, các bạn sẽ cần phải gọi là nhập lại password của các bạn để cho nó confirm nhé. Thì mình sẽ nhập lại cái password của mình còn không nhớ được cái tài khoản này đấy. Mình không không đúng à, chết mợ rồi. Uầy, chết giờ, mình không nhớ được là cái mật khẩu của mình dùng cái thằng này là gì đây. Uầy, may quá, cuối cùng là mình cũng nhập đúng rồi, nó quay 10 vòng trái đất. Rồi, khi các bạn nhập cái mật khẩu của các bạn vào nhá, thì các bạn có thể là thứ nhất là các bạn chọn select app cho mình nhá. Ở đây thì các bạn sẽ cho mình một cái là mail nha, chúng ta sẽ gửi mail mà. Thì sau nữa là các bạn sẽ cho mình một cái device, device của chúng ta sẽ là Windows Computer nha. Chúng ta sẽ chọn trên device của chúng ta là máy tính thôi. Thì có thể là cái này nó hơi khác một chút, tuy nhiên là chúng ta làm với máy tính mà các bạn cứ làm như thế này cho mình nha. Hoặc là có thể là custom name chẳng hạn, tùy các bạn thôi. Còn chúng ta sẽ chọn là Windows Computer cũng như là mail nha các bạn. Rồi, các bạn nhấn generate cho mình nha. Thì các bạn lưu ý cho mình này. Thì khi các bạn nhấn cái generate password ấy, thì các bạn cũng không nên share cái password này với ai nha. Cái này là của các bạn thôi, các bạn nên dùng của các bạn nha. Của mình quay thì mình cũng share đi chứ, mình đâu có share cho các bạn đâu. Đấy, thì ở đây thì trước khi các bạn sẽ copy cho mình cái pass này nha các bạn. Nó dùng gọi là dùng để đăng nhập đấy các bạn. Thì mình sẽ copy cái này nhá. Và các bạn sẽ mở cái con Node.js của chúng ta lên này. Thì các bạn mở cho mình cái file file.env ấy. Các bạn sẽ cho mình một cái là mail password nha. Các bạn sẽ cho mình là mail, chúng ta sẽ có một cái là email này, mình sẽ cho một cái là email apps nha các bạn, email app password này, đấy như thế này nha. Rồi, và các bạn sẽ paste cái đống ký tự mà nó gen đâu khoảng 16 ký tự đấy, thì các bạn sẽ paste vào trong cái file .env của chúng ta nha, và mình sẽ lưu lại cái của mình. Thì lát nữa thì các bạn có thể thấy cái app password này của mình, thì lát nữa thì mình remove nó đi, mình demo sau cho các bạn, thì mình remove và mình tạo một cái mới. Thì như vậy thì các bạn có biết được thì các bạn cũng không thể đăng nhập được cái email của mình đâu. Tức là đấy là cái đơn giản để gọi là tránh trường hợp mà mình bị hack đấy. Thì bây giờ mình sẽ nhấn nút đăng nha các bạn. Thì khi các bạn nhấn đăng ấy thì nó sẽ, các bạn thấy rằng này, nó sẽ ghi là mình tạo ngày nào cũng như là lần cuối mình sử dụng. Thì ở đây thì có cái option là delete đấy, thì mình quay xong video này thì mình delete thì cái password này nó coi như là vô dụng thôi các bạn. Rồi, như vậy là mình đã tạo xong cái thằng app password nha. Thì đồng thời ở đây thì các bạn sẽ cho mình một cái là email nha. Email app này, tức là cái email mà các bạn sẽ dùng ấy. Ở đây của mình thì các bạn sẽ nhập cái email của mình của các bạn thôi, các bạn đừng có nhập email của mình nha. Ở đây của mình là harryphạmdev@gmail.com. Đấy. Như vậy là chúng ta sẽ dùng cái tài khoản này để chúng ta gửi email nha các bạn. Rồi, ok chưa? Các bạn sẽ nhấn Ctrl+S cho chúng ta lưu cái file .env lại nha. Thì đồng thời bên cái file .env.example ấy, thì chúng ta sẽ xóa những cái này nha các bạn. Đấy, chúng ta sẽ xóa những thông tin này đi. Thì khi chúng ta đẩy lên host đấy, thì chúng ta sẽ đẩy cái file này lên và chúng ta sẽ cần phải cấu hình cho nó. Rồi, ok. Như vậy là về công cụ là chúng ta đã xong rồi. Thì ở đây thì để gửi email ấy, có một cách đơn giản nha các bạn, để cho code của chúng ta clear ấy. Thì thứ nhất là các bạn có thể viết riêng một cái route hay nói khác là một cái API để cho nó gọi là gửi email đi. Cái thứ hai thì mình sẽ viết riêng một cái service nha các bạn. Bản chất là gửi email là chúng ta sẽ dùng service mà. Thì mình sẽ viết một cái e-service nha. Ở đây thì mình sẽ đặt một cái là email service nha các bạn. Mình sẽ đặt một cái tên là email service.js. Rồi. Như vậy là mình đã tạo một cái tên là email.service. Thì mình sẽ đặt một cái function nha các bạn. Let's send simple email nha các bạn. Đấy, bằng một cái error function đánh ra. Tức là đầu tiên thì chúng ta muốn test xem là cái send email của chúng ta đã hoạt động chưa. Sau khi nó đã hoạt động rồi thì chúng ta mới customize nha các bạn. Tức là các bạn phải hình dung là chúng ta sẽ có một vài bước như vậy thì làm nó gọi là làm đến đâu nó chắc đến đấy, chứ chúng ta không nên gọi là làm nó cao siêu quá đến khi nó không chạy được thì lại toang.
Thì ở đây thì các bạn sẽ cho mình một cái nhé. Chúng ta sẽ export module.export nha các bạn. Ở đây thì nó sẽ là cần phải là module chứ không phải là cho cái model của chúng ta nhé. Chúng ta sẽ export cái send simple email nha các bạn. Đấy, mình sẽ export cái hàm này ra. Thì trên cái hàm, trên cái đầu tiên này các bạn sẽ cho mình một cái là require nha các bạn. Chúng ta sẽ require cái thư viện .env và các bạn sẽ gọi đến cái hàm config cho mình. Đấy, thì việc chúng ta dùng cái thư viện .env ấy, để chúng ta dùng được cái config là process.env.name nha các bạn. Đấy, thì ở đây thì chúng ta sẽ bắt đầu đi, gọi là chúng ta sẽ lấy y nguyên cái ví dụ của nó nha các bạn. Các bạn sẽ copy y nguyên cái đống sheet này cho mình, các bạn sẽ copy hết cho mình cái đống này này. Các bạn sẽ không cần phải copy cái dòng là useStrict hay là cái dòng main này đâu. Thì mình sẽ copy nha. Các bạn thì đường link đến cái thằng package này ấy, các bạn có thể gõ Google hoặc là các bạn có thể tìm thấy tại phần miêu tả của video của mình nha. Thì mình đã copy cái đống sheet này rồi, tức là cách hướng dẫn sử dụng này. Còn các bạn nào mà không thích thì các bạn đọc bên này cũng không có. Thường thì bên cái NPM ấy nó thường có hướng dẫn. Tuy nhiên rằng là cái package này nó không có hướng dẫn. Thì mình sẽ paste ngay bên dưới cái hàm của chúng ta nha. Đấy, mình sẽ kéo như thế này. Thì các bạn có thấy rằng là như thế này nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải import thằng node mailer. Các bạn cho mình lên trên cùng. Đây, các bạn thấy rằng là do mình đã cài đặt rồi thì mình đã import như thế này. Các bạn có thể dùng câu lệnh như thế này này. Các bạn có thể cái câu lệnh phía trên á nó bằng là import node mailer nha các bạn. From này, đấy, node mailer đấy. Câu lệnh phía trên ấy, đây này, cái câu lệnh này chính bằng cái câu lệnh mà chúng ta dùng syntax kiểu mới là import như thế này nhá. Rồi, thì bên trong ấy, đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải có một cái là don't have a real email for testing. À, nó còn có một cái gọi là cho một cái email testing nữa cơ các bạn. Nó ghê vậy cơ đấy. Thì ở đây thì chúng ta sẽ không cần phải gọi là tạo một tài khoản nha các bạn. Các bạn sẽ cần một tạo một cái là transporter, tức là giống như là chúng ta giống như tạo một cái cổng ấy. Tức là khi các bạn hiểu nôm na ấy, là chúng ta sẽ cần phải tạo thằng Gmail nó còn biết là bạn là nó cần phải xác thực ai là người gửi thôi. Các bạn hiểu nôm na như vậy thì chúng ta chỉ quan tâm đến cái phần phía trong này, tức là cái phần này là cái phần trong suốt đối với chúng ta rồi, chúng ta không phải quan tâm cái đống này đâu. Thì các bạn sẽ cắt cái đống này nhé, các bạn cắt hai cái hàm let như thế này cho mình. Rồi, cắt cho mình nhé. Đồng thời thì get message when sent through. Đây, các bạn xóa cái dòng cuối cùng đi. Đây, chúng ta sẽ message send. Cũng không cần. Chúng ta sẽ xóa luôn dòng log nha. Chúng ta mà nếu mà gửi được message đấy, chúng ta sẽ check luôn thằng Gmail xem là nó có gửi được không nha. Các bạn sẽ cắt cho mình hai cái trong này này. Chúng ta sẽ cắt hai cái hàm này nha. Bạn cắt nha. Đấy, bạn cắt nha. Và các bạn paste vào bên trong cái hàm send của chúng ta. Rồi, các bạn nhấn Ctrl S cho nó format code này. Đầu tiên các bạn thấy rằng là nó sẽ dùng thằng node mailer nó tạo một cái hàm transport đúng không? Thì mặc định nó sẽ tạo một cái host là host port. Cái host này mình không rõ là cái gì security. Thứ nhất là chúng ta sẽ cần phải chuyển cái user nha các bạn. Cái user này chúng ta sẽ không phải là user password, có vẻ là ether user. Cái từ này là cái gì nhỉ? Mình cũng không rõ cái từ này nghĩa là gì. Có thể là cái version của nó hơi khác so với cái mình đang dùng hiện tại. Thì mình sẽ translate cái này ra ether user Vietnamese, người dùng ether thanh tao là cái gì? Mình chịu. Cái này mình xem sao nào. Test real.user của chúng ta. Thôi các bạn chữ như thế này cho mình nhé. Chúng ta làm sai thì chúng ta sẽ check tiếp có gì đâu. Ở đây thì các bạn sẽ cho mình một cái là chúng ta sẽ lấy từ process.env nhé. Và chúng ta sẽ lấy cái email của chúng ta đây các bạn này. Email đây. Chính là cái mà mình vừa tạo lúc trước ấy. Rồi. Tiếp theo nữa là của mình sẽ là mình sẽ cần phải có một cái email đúng không? Thì sau đấy là mình sẽ cần phải có pass đúng không các bạn? Pass của chúng ta sẽ là process. Các bạn sẽ lấy cho mình ở đây thì nó lại import cái gì vào nữa đây. .env nhé. Chúng ta sẽ lấy từ file môi trường của chúng ta vào nhé. Thì mình có là email password. Đấy. Mình đã có thằng này rồi. Thì ở đây thì mình sẽ cần phải có from này. Đây. To. Đây. Thì trong cái hàm này thì ở đây less info này. Đấy. Thì trong hàm này nó có một cái hàm là await. Thì chúng ta đầu hàm các bạn sẽ cho mình một cái async nhé. Đấy. Như vậy là trong hàm này ấy, nó có một cái là nếu mà chúng ta gửi email đi ấy, thì nó sẽ gọi là gửi email và các bạn sẽ nhận được cái hello world như thế này thôi. Tức là nếu mà gửi thành công ấy, chúng ta sẽ nhận được. Thì bây giờ để chạy được cái hàm này nha, thì chúng ta sẽ test bằng Postman nha các bạn. Tương tự như lần trước thì mình có một cái, đấy chính là các bạn để ý rằng là khi mình đặt lịch bằng bác sĩ ấy, mình có test bằng Postman rồi đúng không? Thì trong cái thằng Postman nó đang lưu data. Thì bây giờ trong cái hàm đặt lịch của bác sĩ, chúng ta sẽ gọi đến thằng send email service thôi. Nó chỉ đơn giản là vậy, thì nó sẽ chạy được cái hàm của các bạn đúng không? Thì hôm trước là mình đang test một cái API có tên là Patient Booking Appointment này.
Thì trong cái phần body ấy, các bạn thấy rằng là mình đã gửi lên cái tham tai này, cũng như là mình gửi cái này đúng không? Thì bây giờ mình sẽ là trong cái hàm này mình sẽ gọi đến cái file service của chúng ta. File service nó sẽ trigger cái việc gửi email, xem là có nhận được email không nha các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ cần, thứ nhất là nếu mà các bạn muốn gửi được email ấy, thì chúng ta sẽ cần phải sửa một chút nữa nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ cần phải gửi cái to ai nha. Tức là chúng ta sẽ cần phải gửi đến receiver nha các bạn. Các bạn sẽ cho mình một cái là receiver này. Receiver email nha. Đấy. Chúng ta sẽ cần phải chuyển vào một cái biến là receiver email thì mới biết là bạn sẽ cần phải gửi đến ai nha. Các bạn thấy rằng là ở đây này, các bạn có thể hỗ trợ nó là một lead receiver, tức là các bạn có thể gửi vào là các bạn có thể gửi đi rất nhiều người dùng một lúc. Còn ở đây thì chúng ta gửi một một thôi. Thì các bạn sẽ cho mình một cái là to nha. Đấy. Ở đây đấy, được chưa? Ok chưa? Thì cái tiêu đề của nó sẽ là from này. From ở đây thì mình sẽ sửa nha. From của mình sẽ là hỏi dân IT, mình sẽ sửa một chút này. Thì hỏi dân IT. Email của mình thì cái email public của mình là các bạn có thể xem của mình là harryfarmdev nha các bạn. harryfarmdev@gmail.com. Đây là chính là một cái email public của mình. Bạn nào mà thích gọi là mình hay gửi số code cho các bạn thông qua cái email này. Bạn nào mà có thắc mắc thì các bạn có thể là gửi qua email này cho mình cũng được. Rồi, thì mình nhấn Ctrl S cho lưu cái file của chúng ta lại nhé. Thì quay sang đối với thằng web của chúng ta, cái API của mình đang là patient book appointment. Của chúng ta sẽ gọi đến cái function là post appointment bên trong cái thằng service nha các bạn. Chúng ta mở cái file patient service lên. Đây. Chính là cái file của chúng ta đúng không? Thì ở đây thì trước khi gọi là upset thằng user, mình sẽ gọi đến cái file service của chúng ta ngay tại đầu hàm luôn nha các bạn. Thì ở đây thì các bạn sẽ đầu tiên là các bạn sẽ import cho mình nhé. Chúng ta sẽ import cái thằng email service nha các bạn. Chúng ta sẽ from, các bạn cách ra một cái là email service. Đấy. Chúng ta đã gọi đến cái hàm email service rồi. Thì ngay đầu hàm các bạn sẽ await cho mình nha. Các bạn sẽ await. Chúng ta sẽ await thằng email service và chúng ta sẽ gọi đến cái hàm của chúng ta là send. Nó không có ý nha. Email service của chúng ta có một cái hàm là send simple email nha các bạn. Mình sẽ gọi đến cái hàm send simple email. Và mình sẽ cần phải truyền vào data.email nha. Tức là bây giờ các bạn truyền vào một cái email như thế nào thì nó sẽ gửi đúng cái email như vậy cho các bạn nha. Thì ở đây thì để test được ấy, thì mình sẽ cần phải gọi là mình sẽ nhập một cái email gọi là có thật nha. Email của mình ấy. Thì đầu tiên nha, các bạn thấy rằng cái trường email của mình nó như thế này thì mình sẽ nhập chính email của mình luôn. Các bạn có thể gửi email được cho chính các bạn đấy. Của mình sẽ là harryfarmdev@gmail.com, được chưa? Thì bây giờ mình thử nhấn nút send xem là nó có báo lỗi hay cái gì không nha. Và trước khi làm vậy thì mình sẽ cần phải mở tiếp cái Gmail của mình lên này. Thì mình sẽ mở cái Gmail của mình. Thì các bạn chờ một chút nha. Các bạn để ý cho mình là cái Google Alert, cái này là nó cảnh báo chúng ta là khi các bạn vừa tạo một cái app password ấy. Đấy, mình nhấn là mình đọc rồi nha. Thì trong hộp thư đến của mình là nó chưa có email nào cả. Và mình nhấn nút send xem nó có báo lỗi gì không này. Hy vọng là nó có báo lỗi để mình biết rằng là nó đang quang ở đâu. Nó đang quay vòi vòng trái đất và nó có lỗi là error from server các bạn này. Thì mình sẽ xem thằng Node.js của chúng ta nó bị lỗi gì nha. Thì mình sẽ xem như thế này. Cái gì đây này? Chúng ta bị báo lỗi đây các bạn này. Invalid login 535 authentication false. Chúng ta bị lỗi khi đây này. Out plain command out plain. Tức là chúng ta có thể là chúng ta bị toa. Chúng ta không thể dùng cái này. Tức là bên cái thằng out service chúng ta dùng như thế này không được các bạn. Mình sẽ xóa cái async đi. Mình sẽ xóa lại đi. Tức là cái security, cái host của chúng ta bị sai. Mình đoán là cái host này của chúng ta sai này. Thì mình sẽ Google một chút nha các bạn. Cái version của nó hơi khác. NodeMailer send Gmail nha. Như thế này. Thì mình sẽ xem là using Gmail này. Đấy. Thì có thể là bây giờ cái version của nó khác hơn một chút các bạn. Thì mình sẽ xem là bây giờ bằng email, tức là using email. Tại sao mà nó hơi hơi nấy nhỉ? Even though less secure address, see here. Có thể là out đây. Nó sẽ cần phải có một cái chấm on. À đây các bạn này, chúng ta sẽ sửa một chút nha các bạn. Tức là đối với thằng user chúng ta sẽ là stm.gmail.com nha. Đây này. Thì lúc nãy mình nhìn thấy hơi nghi mà cái này mình nhìn thấy cái ethereal này. Đấy, các bạn sẽ là gmail.com nha. Chúng ta thử ra mà sai thì chúng ta thử thôi. Bởi vì là ngày xưa cái document của mình đọc ấy nó cũng khác thế này, nó không giống đâu. Cái version của nó bây giờ là 2021 rồi, các bạn hình dung rằng là cái package này nó update liên tục mà. Cái version chúng ta đang dùng là mới nhất hiện nay các bạn, chứ không phải là cái version cũ nha. Ở
Ở đây thì mình sẽ nhấn gửi lại một lần nữa xem là nó có lỗi gì không nha. Thì lần này nó quay cũng khá chìa lâu thì mình cũng hy vọng là nó có lỗi tiếp. Đây, à không, lần này là nó hết lỗi nhỉ các bạn. Thì các bạn sẽ check Gmail. Đây, các bạn thấy rằng là do mình gửi cho chính mình ấy. Mình là Harvey Phạm Dev mà, mình gửi cho chính mình. Thành ra là nó có một cái chữ me ở đây. Đấy là một cái hay. Các bạn mở ra có cái chữ là Hello World thôi. Đấy, from hỏi dân IT này. Đấy, đây chính là cái mà cái tiêu đề mà mình customize ấy. Thì bây giờ để test thì mình sẽ vào một cái email khác của mình nha. Thì một cái email thì mình có rất nhiều email. Ví dụ ở đây thì mình sẽ là Gmail nha. Mình sẽ mở gmail.com của mình. Các bạn chỉ cần gõ gmail.com thôi rồi thì nó sẽ lập tức nó sẽ vào cái Gmail của các bạn thôi. Đây, các bạn thấy rằng là ví dụ mình có một cái email khác như thế này. Thì bây giờ thì mình sẽ select all cái thằng này đi. Mình sẽ là all và mình sẽ nhấn đọc nha. Ok chưa? Thì tại cái màn hình chính của mình chưa có một cái email nào đúng không? Thì bây giờ mình sẽ nhập cái email của mình nha. Cái này chính là Hoa Thành Quế đúng không? Thì mình sẽ lại email của mình ở đây. Sẽ là Hoa Thành Quế chẳng hạn này. Ở đây của mình sẽ là gmail.com. Được chưa? Thì bây giờ mình sẽ nhấn nút send nha các bạn. Mình đã nhập một cái email rồi. Thì bây giờ mình nhấn nút send xem là nó có gì nha. Và mình nhấn nút send này. Thì nó chờ một chút. Các bạn hình dung rằng việc gửi email đấy nó thường tốn thời gian một chút. Thành ra là các bạn sẽ phải chờ nha. Đây, mình sẽ quay ra cái email mới của mình. Đây, các bạn thấy rằng là mình đã có một cái email nó có tên là hỏi dân IT thay vì cái chữ me ấy. Thì cái chữ hỏi dân IT này nó ở đâu? Nó chính là cái này các bạn này, from này. Đấy, các bạn thấy rằng là hỏi dân IT from nó có hình cái con ma này, ghost của chúng ta, ghost. Thì nó sẽ như thế này nhá. Vâng, có chữ hỏi dân IT không? Thì các bạn thấy rằng mình đã có một cái và chúng ta có chữ là hello, hello và hello world. Đấy, được chưa? Cái chữ hello là cái gì? Cái chữ hello đây các bạn này chính là subject, tức là cái tên của cái email thôi. Còn cái text của chúng ta. Các bạn thấy rằng là chúng ta có hai cách, một là các bạn sẽ dùng mình sẽ dùng HTML content nhá. Bởi vì chúng ta dùng HTML thì chúng ta mới nhúng được cái gọi là cái một cái đường link. Thì bây giờ mình sẽ gọi là mình sẽ sửa cái function này. Thì mình bắt đầu gọi là sửa các thông tin. Ví dụ như các bạn hình dung rằng là chúng ta sẽ phải là nội dung đại khái rằng là xin chào bạn ABCXYZ này, bạn nhận được email này bởi vì là bạn đã đăng ký là lịch khám bệnh với bác sĩ nào vào thời gian nào. Ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ cần phải truyền một cái thông tin như vậy sang cho cái thằng service của chúng ta thì chúng ta mới hiểu rồi nha. Tức là mục đích của mình ấy, ở đây thì các bạn sẽ mở cái email nha. Khi mình mở cái email lên ấy, thì trong cái email thì nó sẽ ghi là xin chào khách hàng, cái gì họ tên của người ta này. Thì người ta đã đặt lịch khám bệnh vào thời gian nào với bác sĩ nào. Thì nếu như thông tin trên là đúng, vui lòng nhấn vào đường link này để kích hoạt cái lịch hẹn khám bệnh. Đấy, đơn giản là như vậy nha các bạn. Thì để làm được điều đấy thì chúng ta sẽ cần phải customize cái service của chúng ta nha. Trước tiên là ngoài cái thằng receiver email, thay vì cái thằng receiver email thì mình sẽ ghi một cái biến là data send các bạn. Mình sẽ đặt một cái biến là data send. Thì trong cái biến data send này, thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái là receiver email nhé, chấm receiver email, được chưa? Thì ở bên này này, ở bên cái thằng service đấy thì các bạn sẽ truyền vào cho mình một cái biến object nha. Một biến object, được chưa? Thứ nhất là các bạn sẽ cần cho mình một cái chính là cái receiver email này. Đấy, receiver email của chúng ta chính là data.email, được chưa? Đấy. Như vậy thì đến đây thì khi các bạn nhấn lưu code các bạn chạy lại nó không bị lỗi nhé. Thì ở đây thì trước khi vậy thì chúng ta có một cái là subject. Subject thì của mình ở đây sẽ là thông tin này. Thông tin đặt lịch khám bệnh, đặt lịch khám bệnh, được chưa? Thì text của chúng ta không phải là hello world, a plain text. Đây thì nó có hai cách, chúng ta sẽ dùng HTML nha các bạn. Thì HTML thì nó sẽ cần như thế này. Thì các bạn sẽ thay vì cái dấu này nhé, thay vì cái dấu này các bạn sẽ dùng cho mình cái dấu markdown nhé. À quên, cái dấu backtick như thế này. Thì tại sao chúng ta lại dùng dấu backtick? Các bạn dùng dấu backtick ấy, thì chúng ta đỡ phải nối chuỗi, chúng ta sẽ cần phải chuyển biến vào đây nha. Thì bên trong này chúng ta sẽ cần cái gì? Đầu tiên là các bạn cho mình một cái thẻ, chúng ta lấy một cái thẻ H3 nhé. Xin chào khách hàng. Thứ nhất là các bạn sẽ cho mình này, xin chào bạn nhận được xin chào cái gì? Thứ nhất là các bạn sẽ xin chào cho mình tên của người ta đúng không? Thì để lấy cái tên người ta thì các bạn sẽ dùng cái cú pháp như thế này cho mình nhé. Bởi vì là chúng ta dùng dấu backtick mà, thì chúng ta sẽ dùng dấu đô la đóng mở ngoặc. Cái này là template string của thằng ES6, tức là JavaScript phiên bản 2015 ấy, thì nó hỗ trợ các bạn rồi. Thì chúng ta sẽ là data send nha các bạn. Chúng ta sẽ lấy tên một cái là patient name nha. Đấy, chúng ta sẽ cần phải lấy patient name này, được chưa? Chúng ta sẽ cần phải xin chào ai chứ, chúng ta đặt với ai mà. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ cần có gì, xin chào chúng ta sẽ bạn nhập thông tin đặt lịch khám bệnh này,
Sau đấy thì mình sẽ có, sau khi H3 rồi thì mình sẽ cho một cái dòng nhỏ hơn là H4 nhé. Cái này thì mình gõ bừa thôi, còn bạn nào mà muốn test thì con có thể gõ HTML trước xem cái form như thế nào. Thì ở đây thì để cho nó đẹp thì sao mà mình kém thế nhỉ? Thì ở đây thì các bạn sẽ cho mình một cái là HTML W3 School nha. Chúng ta sẽ gõ cái form trước và chúng ta sẽ paste vào thôi. Ở đây thì mình sẽ ví dụ học HTML có một cái là trace yourself, chúng ta sẽ gõ ở đây nha các bạn. Đây. Thì ở đây thì chúng ta sẽ cho mình có thể H3 xem là nó như thế nào nha các bạn. Run này. Đấy, H3 như thế này nha. Sau đấy chúng ta sẽ có một cái thẻ H4 nha. Chúng ta dùng H4 thôi và mình nhấn run xem. Đây, H4 nó như thế này, tuy nhiên là nó hơi đậm đúng không? Thì mình sẽ dùng thẻ P thôi nha các bạn. Đây. Thẻ P xem nào, run. Đây thì nó sẽ như thế này nha các bạn. Thì thẻ P của mình sẽ gõ thông tin và mình sẽ paste vào nha. Xin thôi mình sẽ dùng thẻ P luôn thôi, mình sẽ không cần thiết phải dùng dùng thẻ H4 như thế này. Chúng ta sẽ dùng paragraph nha các bạn. Thì như thế này, xin chào khách, xin chào, ví dụ của mình là Eric chẳng hạn, xin chào Eric này. Bạn nhận được email này. Bạn nhận được email này vì đã đặt lịch khám bệnh online trên hỏi dân IT được chưa? Tức là ở đây ấy, nếu mà tên website của bạn ví dụ là Booking Care chẳng hạn thì các bạn sẽ ghi là vì đã đặt lịch khám bệnh online trên Booking Care, tức là thương hiệu của người ta. Còn ở đây thì mình sẽ ghi tên thương hiệu của mình nhé, hỏi dân IT Channel nhé. Đấy, bạn đã nhận được hỏi dân IT trên hỏi dân IT Channel. Tiếp theo nữa là mình sẽ cho tiếp một cái thẻ P nha các bạn, một cái thẻ P để cho nó xuống dòng thôi, hoặc là các bạn có thể cho một cái thẻ deep cũng được. Thì ở đây thì mình sẽ có cái gì, thì mình sẽ ghi cái là thông tin nha. Thì thông tin đặt lịch khám bệnh này, thông tin đặt lịch khám bệnh thì mình sẽ hai chấm ở đây đấy. Thì thứ nhất là mình sẽ cho nó một cái thẻ H4 nhá. Bây giờ thì mình sẽ cần in đậm, hoặc là các bạn cho một thẻ P tiếp. Tuy nhiên là ví dụ các bạn có một thẻ deep chẳng hạn nhé, các bạn có thể dùng deep ở đây cũng được. Thì ở đây thì các bạn sẽ cho mình một cái thẻ B hoặc là cái thẻ tag strong ấy để cho nó in đậm lên. Ở đây thì mình sẽ là thẻ B nha. Các bạn thấy rằng cái cảm giác gõ thốn chưa, không gọi là không có gợi ý. Thông tin đặt lịch khám bệnh, thứ nhất chúng ta có là thời gian ba khám bệnh này, thời gian này, thì thời gian ở đây chúng ta sẽ nối chuỗi nha các bạn. Thì các bạn sẽ cho mình một cái là chúng ta sẽ lấy từ trong cái dataset luôn. Ở đây chúng ta sẽ cần phải nối chuỗi cho nó nhé. Mình sẽ là dataset chấm time nha các bạn, chấm time thôi, tức là thời gian ở đây, tức là các bạn sẽ là 8 đến 9 giờ ngày bao nhiêu, chúng ta sẽ nối chuỗi luôn và chúng ta sẽ paste vào trong này. Tiếp theo nữa là mình sẽ copy cái này và bác sĩ nhé. Thay tiếp theo là cái bác sĩ thì mình sẽ có một cái tên là bác sĩ. Tức là chúng ta cần phải biết tên bác sĩ là ai nhé. Đấy, thì mình sẽ là doctor name thôi. Chúng ta chỉ cần lấy thằng doctor name, được chưa? Rồi, và cuối cùng thì mình sẽ cho một cái thẻ deep nữa, thì một thẻ P này. Mình có một cái thẻ P thông báo nha các bạn. Thẻ P như thế này. Nếu các thông tin trên này là đúng sự thật nhé. Sự thật, vui lòng click vào đường link bên dưới để xác nhận này, để xác nhận nha các bạn, để xác nhận và hoàn tất thủ tục đặt lịch khám bệnh này, đặt lịch khám bệnh. Đấy, mình sẽ chấm đây, và ở đây thì mình sẽ cho một cái deep nha các bạn để cho nó xuống dòng thôi. Thì tương tự thì trong cái deep này thì mình sẽ cho một cái thẻ A nha các bạn, thì một cái thẻ A của mình thì như thế này. Các bạn thấy rằng là khi bạn gõ cái này bắt buộc các bạn phải biết HTML nha. Thì ở đây thì các bạn cho mình một thẻ A, thì trong thẻ A này các bạn cho mình một cái là href nhé, href tức là một cái là anchor tag ấy, thì href này. Rồi, thì bên trong này các bạn sẽ cho mình một cái đường link nhá. Thì ví dụ đường link này thì tạm thời mình sẽ paste là cái đường link YouTube channel của mình nha các bạn. Các bạn thì sau này thì cái đường link này mình sẽ giúp đỡ các bạn là chúng ta sẽ random một cái đường link trên cái server con React của chúng ta nha. Thì có một cái nữa thì các bạn sẽ cho mình một cái là các bạn sẽ lấy từ cái dataset nhá. Chúng ta sẽ lấy từ trong cái dataset của chúng ta ra nha các bạn. Đường link HRF thì các bạn sẽ như thế này. Các bạn sẽ chuyển sang nhá. Chúng ta sẽ là cái gì là redirect. Các bạn sẽ đặt một cái tên biến là redirect link nha. Đấy. Và các bạn sẽ cho mình một cái target nha các bạn. Target của mình sẽ là bằng xích gạch blank nha các bạn. Tức là nó sẽ mở trong một trang mới này. Được chưa? Và cái nội dung của chúng ta sẽ là click here. Click here. Đấy. Rồi.
Và cuối cùng thì mình sẽ có một cái dòng chữ là một cái deep cuối cùng. Cảm ơn bạn đã, xin chân thành cảm ơn này. Một cái dòng deep nữa cuối cùng nha. Đây, thì mình cũng chưa biết được là cái hình thù cái của chúng ta nó sẽ như thế nào. Thì mình sẽ cho một cái dòng chữ là xin chân thành cảm ơn. Chân thành cảm ơn nha. Rồi, được chưa? Thì bây giờ thì sang bên cái thằng của chúng ta, mình sẽ cần phải có một vài biến nữa nha các bạn. Thứ nhất là mình sẽ đặt một vài hard code, một vài cái nhá. Thứ nhất là patient name đúng không các bạn? Patient name của mình. Thì ví dụ của mình sẽ đặt mặc định nhá, mình sẽ đặt là hỏi gen IT nhá. Còn hôm sau thì chúng ta sẽ sửa bên thằng React, cũng như là chúng ta sẽ patient name, được chưa? Thì mình đang hard code, còn sau này chúng ta sẽ lấy động nhá. Chúng ta phải xem là cái service của chúng ta nó chạy được chưa đã. Patient name rồi, chúng ta sẽ cần phải lấy time nha các bạn. Time của mình cũng hard code luôn. Time của mình ví dụ mình đặt là 8 giờ 8 giờ 00 này. Đến 9 giờ 00, 9 giờ 00 chủ nhật nhá. Chủ nhật này, chủ nhật ngày mùng 1 tháng 8 2021 đây. Ý mình là cái thời gian chúng ta sẽ cần phải hiện như thế này nha các bạn, giống như khi các bạn đặt lịch ấy. Tiếp theo nữa là mình sẽ cần phải có một cái là data name. Mình sẽ tên là Eric nha các bạn. Đấy. Eric chính là data name nha. Tiếp theo nữa là mình sẽ là redirect link nha các bạn. Mình sẽ cần phải có một cái biến là redirect link như thế này. Thì các bạn hình dung rằng là đối với một bác sĩ ấy, thì chúng ta sẽ cần phải có một cái redirect link, hay nói cách khác là đối với một bệnh nhân chúng ta sẽ cần phải có một cái đường link gọi là đặc biệt cho người ta. Thì ở đây thì mình sẽ cần phải đi tìm cái đường link này nha. Thì ví dụ bên cái YouTube channel của mình ấy, các bạn có thể lấy cái đường link luôn cái YouTube channel của mình. Các bạn sẽ cần phải vào hỏi gen IT như thế này, các bạn sẽ vào cái này đi. Nếu mà nó click được thì nó sẽ mở ra một cái đường link. Thì ở đây thì mình sẽ cần một cái đường link sống nha các bạn. Thì mình sẽ copy cái đường link YouTube channel của mình và mình sẽ mở nó lên này. Ở đây thì mình sẽ cần phải cập nhật lại cái redirect link của mình. Đấy, chính là cái đường link YouTube channel của mình. Thì các bạn có thể đang xem video mà, thì các bạn có thể copy luôn cái đường link YouTube channel của mình và paste vào đây. Thì ở đây thì các bạn thấy rằng là mình đã xong. Bên này thì mình nhấn Ctrl S rồi nha. Tương tự sang cái patient service của mình cũng nhấn Ctrl S xem là lần này có điều gì khác biệt không nha các bạn. Nó đã chạy lại rồi. Và mình sẽ vẫn là cái email này của mình nha. Mình vẫn có một cái, mình vẫn đang ở cái email của mình. Và mình sẽ để nguyên thằng Postman nha các bạn. Mình chỉ cần nhấn lại một lần nữa xem là nó có gì khác biệt không nha. Bởi vì là chúng ta chỉ sửa một cái hàm của email thôi. Các bạn thấy rằng là mình đã nhận được cái hàm success như thế này. Và mình quay sang, các bạn thấy rằng là lần này nó đã khác rồi nha các bạn. Các bạn thấy rằng là ở đây nó ghi là hỏi dân IT này, thông tin và lịch khám bệnh nha. Và mình click vào đây. Các bạn thấy rằng là bây giờ những cái email của chúng ta nó chuyên nghiệp đúng không? Xin chào hỏi dân IT, patient name, tức là cái tên của chúng ta. Nếu mà mình xóa chữ patient đi là nó sẽ là xin chào tên bạn đấy. Bạn nhận được email này vì đã đặt lịch khám bệnh online trên hỏi dân IT channel. Thông tin đặt lịch khám bệnh thì các bạn có thể thấy rằng là thời gian 8 giờ đến 9 giờ chủ nhật ngày bao nhiêu. Bác sĩ Eric, nếu các thông tin trên là đúng sự thật, vui lòng click vào đường link bên dưới để xác nhận và hoàn tất thủ tục đặt lịch khám bệnh. Ví dụ khi mình nhấn click here nhé, thì nó sẽ mở ra cái trang YouTube channel của mình này. Click here. Đây, thì nó sẽ mở ra cái YouTube channel của mình. Thì như vậy là mọi thứ chúng ta đều đạt được hết rồi nha các bạn. Thì trong video này, mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta hoàn thiện cái này. Thì trong video tiếp theo, chúng ta sẽ cần phải gọi là làm bên React các bạn. Tức là chúng ta sẽ cần phải sửa đổi một chút thì chúng ta mới có thể customize được. Thì trong video này thì mình muốn rằng là các bạn chỉ làm quen với thằng Node.js thôi. Nói cách là chúng ta làm quen với thằng gửi email. Thì trong quá trình gọi là... Thì trước khi kết thúc thì mình sẽ review nha. Để gọi là chúng ta làm đến đâu chắc đến đấy. Chứ nếu như là mình ghép luôn với thằng React ấy, thì đôi khi các bạn sẽ gặp khó khăn. Thì đối với thằng React thì chúng ta không sửa gì rồi. Thì đối với cái thằng của chúng ta, trước tiên là các bạn có thấy rằng là đối với file env các bạn sẽ example các bạn sẽ thêm cho mình hai biến này. Còn đối với file env ấy, thì các bạn sẽ cần phải thêm cái tên email của các bạn cũng như là cái password nha. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ dùng password nha các bạn. Chúng ta dùng server thì các bạn không nên gọi là dùng cái password mà các bạn đăng nhập thông thường, chúng ta dùng app nha. Thì các bạn dùng xong ấy, các bạn lưu ý rằng là các bạn cũng không nên share cho ai nha. Nó có thể dùng nguy hiểm đến cái tài khoản của các bạn đấy. Của mình thì mình share cho các bạn thấy như thế này thì xong video thì mình clear nó đi rồi. Các bạn có thấy thì các bạn cũng không dùng được đâu. Tiếp theo nữa rằng là để dùng thì các bạn sẽ cài cho mình cái thằng NodeMailer, cái version của nó là 6.6.3. Đồng thời thì mình có tạo thêm một cái email service. Thì bên trong cái email service này các bạn thấy rằng là mình đã import cái file .env. Mình có thằng NodeMailer này. Mình đã viết một cái hàm gọi là send này, simple email. Các bạn thấy rằng là mình đã cấu hình cho nó này. Chúng ta đã gửi qua email nhé. Những cái thông số này thì các bạn có thể đặt gọi là thông qua cái file .env. Tuy nhiên rằng là để đơn giản thì mình đã hard code cho nó cũng như là hướng dẫn các bạn cách chúng ta gửi qua Gmail nhé.
Thì đối với cái hàm info ấy, bản chất của nó các bạn thấy rằng là cái nội dung email của nó, các bạn muốn cho đẹp ấy thì chúng ta sẽ dùng HTML nhé. Thì ở đây thì mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta chuyển động những tham số như thế này, chúng ta đã tạo ra được một cái form như thế này, thì như vậy là chúng ta đã gửi được email nhé. Ngoài ra là trong cái file patient service ấy, thì trước khi các bạn thấy rằng là trước khi mà các bạn lưu vào database ấy, thì chúng ta sẽ gửi cho người ta một cái đường link như thế này, đó đơn giản như vậy thôi. Thì nếu đúng ra nhá, cái file của chúng ta các bạn thì trong video tiếp theo ấy thì chúng ta sẽ cần phải chờ cho gửi email. Nếu mà email trả ra là gửi thành công chẳng hạn thì chúng ta mới làm tiếp, hoặc là gửi thất bại gì thì chúng ta phải có một cái cơ chế gì đấy. Thì đấy là trong thực tế nhá. Thì ở đây thì mình đang hard code một vài cái tham số, các bạn thấy rằng là ví dụ đường link redirect chính là cái đường link YouTube channel của mình, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì trong quá trình thực hiện video này, nếu như là các bạn có điều gì vướng mắc cũng như là bất cứ câu hỏi gì thì các bạn có thể comment bên dưới video cho mình biết nha. Hoặc là các bạn có thể inbox qua fanpage Facebook cho mình. Thì dù bằng cách gì đi nữa, mình đều có thể thấy hết cũng như là đều có thể reply được các bạn thôi. Nếu các bạn thấy nội dung video hữu ích, đừng quên like, share cũng như bình luận bên dưới video. Nhấn nút đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.